thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và tối ngày thứ ba ngày hôm nay, ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam, thay mặt cho channel Thái Phạm cũng như tất cả đội ngũ anh em của Happy Life, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chúc tất cả những bạn nữ theo dõi channel Thái Phạm và channel Làm Giàu Từ Kinh Doanh hay là Happy Life một ngày thật là ấm cúng, và chúc các bạn sức khỏe, giàu tình cảm, giàu tiền bạc và đạt được mọi điều như ý trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, nhân cái ngày 20 tháng 10 này, có một cái chủ đề rất là hot trên mạng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bởi vì tôi nghĩ rằng là cái tư duy này nếu tiếp tục ăn vào đầu của một số đông những cái bạn khán giả thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái tư duy nghèo. Bởi vì nhân ngày 20 tháng 10 thì bàn chuyện giàu nghèo nó cũng có thể là hơi lạc quẻ, không phù hợp lắm. Nhưng mà có một cái ảnh mà được lan truyền trên mạng mà tôi thấy cũng khá là thú vị để có thể chia sẻ. Nó không phải là một cái hành động cụ thể mà nó là một cái vấn đề lớn hơn. Đó là một cái bức ảnh ở trên ghép là cửa hàng bán hoa, ở dưới thì đưa hình ảnh của đồng bào lũ lụt ở miền Trung ruột thịt. Thì ở trên nói rằng là ngày 20 tháng 10 hãy hạn chế mua hoa và để số tiền đó để ủng hộ đồng bào miền Trung ruột thịt. Lúc đầu thì mình nghe mình có thể thấy rằng là đây là một cái ý rất là tốt của cái người viết, cũng như là một cái góc nhìn tôi nghĩ rằng là nếu nói là sai cũng chả phải là sai, nhưng là một cái góc nhìn mà tôi thấy rằng là có khá là nhiều sự suy nghĩ. Bởi vì thực tế ra thì chúng ta cũng biết rằng là việc đồng cảm và chia sẻ, lời đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là chuyện mà lũ lụt ở miền Trung và những cái điều gì xảy ra đối với đồng bào của chúng ta ở miền Trung, đó là một cái câu chuyện mà cần phải được có sự đồng cảm và cái sự yêu thương vô bờ bến, và rất là đồng cảm sâu sắc với lại những cái hoàn cảnh về lũ lụt cũng như là những cái cuộc sống sinh hoạt đang rất khó khăn ở miền Trung, lũ chồng lũ, bão chồng lão, bão chồng bão. Và điều đó nó đòi hỏi tất cả xã hội và tất cả mọi người cùng chung tay, ai có của cải thì góp của cải, ai có sức thì góp sức và ai có tiền thì góp tiền. Các bạn có thể góp thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những cơ quan đoàn thể, hoặc là các bạn cũng có thể tin tưởng một người KOL nào đấy và có những cái thực sự là có uy tín trong chuyện đi làm từ thiện để các bạn có thể góp sức vào, hoặc thậm chí là các bạn có thể tự gây quỹ cho chính mình và gia đình để chúng ta có thể ra ngoài miền Trung, để chúng ta có thể sau khi lũ qua đi, tôi nghĩ là lũ qua đi, thì hoặc là các bạn có thể hiện nay ra cứu trợ lũ, nhưng tôi nghĩ rằng là khi lũ thì nó cũng khá là có nhiều những cái rối ren và có những cái việc là đi lại khó khăn, có thể gây nguy hiểm. Thì sau khi lũ qua đi, đó là những cuộc cái tái thiết lại cuộc sống, thì các bạn có thể tự gây cái quỹ của mình để mà cùng với ba gia đình, bạn bè cứu giúp những cái người đồng bào ở miền Trung, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế hay là những vùng ở vùng sâu, vùng xa ở miền Trung. Thì đó là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Mặc dù vậy thì cho tôi góp một cái ý kiến ở đây, cái vấn đề không phải là đúng hay sai, đây là tư duy giữa cái việc là chọn một trong hai. Tôi nghĩ rằng là việc mua hoa vào ngày 20 tháng 10 hay việc lũ lụt ở miền Trung, tức là lũ lụt không phải là việc lũ lụt ở miền Trung mà việc quyên góp ủng hộ lũ lụt ở miền Trung, nhẽ ra nó là một cái câu chuyện là cả hai chứ không phải là chọn một trong hai. Có nhiều bạn nói rằng là chúng ta hãy bớt mua hoa, bớt lãng phí và để mà ủng hộ cho đồng bào lũ lụt miền Trung, nó đúng hay sai? Tôi nghĩ là luôn luôn đúng. Nếu mà chúng ta nói cái không phải là bớt mua hoa mà luôn luôn nói rằng là chúng ta bớt lãng phí. Ví dụ những cái dịch vụ chúng ta chưa tiêu xài đến, những cái món đồ chúng ta chưa mua, chúng ta có thể bớt cái số tiền đấy để ủng hộ đồng bào lũ lụt. Điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta đừng bao giờ nói rằng là hãy hạn chế mua hoa vào ngày 20 tháng 10 để mà ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, bởi vì đấy là hai vấn đề hoàn toàn tách biệt nhau. Việc mua hoa để tặng người yêu, người thương, mẹ hoặc là vợ, hoặc là những cái người mà chúng ta yêu thương trong gia đình chúng ta nhân dịp 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam, đó là một việc vô cùng đáng làm và nên làm. Bởi vì một phần là phụ nữ thích hoa, cái thứ hai nữa đó là chúng ta luôn luôn có những cái ngày để mà chúng ta tôn vinh cái người phụ nữ Việt Nam.
Mặc dù chúng ta nói rằng là có ngày mùng 8 tháng 3 rồi, có ngày sinh nhật rồi, có ngày 20 tháng 10, nhưng sẽ không bao giờ là đủ. Bởi vì đó là một cái ngày để gợi nhớ về cái câu chuyện là chúng ta tri ân lại những người phụ nữ trong cuộc đời của mình. Tôi nghĩ rằng tôi xin mở rộng ra một số các vấn đề, bởi vì có nhiều người khá là tiêu cực, khá là gọi là nó dùng cái từ nó gọi là hơi võ đoán về cái câu chuyện là chỉ một mà không được hai. Tôi tư duy khác hơn. Có một số bạn comment ở dưới cái Facebook của tôi thấy rất là hay, là hãy cố gắng để làm sao mà chúng ta có cả hai. Chúng ta có tiền để vừa có ngân sách để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, hơn đỡ phải suy nghĩ đau đầu, đúng không? Và chúng ta vẫn còn ngân sách để chúng ta take care, tức là chúng ta chăm sóc những cái khoảnh khắc và chăm cái cây hạnh phúc của gia đình của chúng ta. Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng đến thời điểm này tôi cũng đã ủng hộ, nói chung là tôi làm từ thiện thì tôi không muốn là la làng lên với mọi người rằng là tôi quyên góp của mọi người. Vì thứ nhất, bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là từ thiện thì nó xuất phát từ cái tâm của mình, và mình có bao nhiêu tiền thì mình góp bấy nhiêu tiền và góp cho một số người mà tôi nghĩ rằng là tin tưởng, để có thể là đưa cái số tiền và món quà đó cho những cái đồng bào mà đang gặp khó khăn, hoặc tôi góp cho mặt trận tổ quốc, những cơ quan chữ thập đỏ, những cái người mà tôi nghĩ rằng là tổ chức có thể đáng tin tưởng được. Còn bản thân tôi thì mọi người hay nói tại sao anh không đứng lên kêu gọi mọi người đóng góp tiền cho anh để anh đi làm từ thiện, thì tôi xin phép các bạn rằng là tôi không làm chuyện đó. Ngày hôm nay thì tôi cũng nói luôn là bởi vì bản thân tôi thì tôi nghĩ từ thiện nó là xuất phát từ chính tấm lòng của tôi và chính từ nguồn lực của tôi. Và nếu tôi góp được một phần công sức nào đó cho những đồng bào lũ lụt miền Trung thì đó là tiền túi của tôi. Tôi không muốn bị dính vào những cái sự lùm xùm rằng là hô hào mọi người đóng góp cho tôi, rồi tôi không biết là cái việc số tiền đó nó có được minh bạch để chuyển đến cho người đồng bào lũ lụt không, thì tôi không có muốn làm chuyện đó. Và đương nhiên tôi nghĩ rằng là việc làm từ thiện đó là việc mà có thể là chúng ta vẫn làm, vẫn đăng hình lên trên Facebook, không phải là việc áo gấm đi đêm. Nhưng đầu tiên nó phải xuất phát từ sự đồng cảm, sự dung cảm với những cái nỗi đau hay là những cái mất mát của mọi người. Và từ đó mình xem cái nguồn lực và cái mà chúng ta có ở gia đình, cái ngân sách để chúng ta có thể đóng góp. Và tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng cái lý do mà mọi người phản biện rất nhiều về cái câu chuyện là hạn chế mua hoa để ủng hộ đồng bào, thì tôi thấy rằng là hai vấn đề này nó vô cùng hoàn toàn là khác biệt nhau. Và tôi muốn chia sẻ một cái câu chuyện nhân cái việc này, đó là cái câu chuyện là cái người chúng ta cực đoan, chúng ta nghèo, chúng ta hay tư duy là một và chỉ một. Tức là có hai vấn đề, chúng ta nghĩ rằng là chỉ được chọn một, không được chọn hai. Còn người giàu thì nghĩ ngược lại một chút, người giàu thì lại nghĩ rằng là hãy làm cả hai, hãy chọn hai. Và tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng, quay trở lại cái việc mà mua hoa hay là ủng hộ đồng bào, tại sao chúng ta không nghĩ rằng là cả hai, chúng ta vừa có ngân sách để chúng ta hỗ trợ đồng bào miền Trung và chúng ta vừa mua hoa? Bởi vì nếu các bạn kêu gọi là không mua hoa nữa thì những cái nông dân ở Đà Lạt trồng hoa để phục vụ bán cái ngày này, họ phải đem hoa họ bỏ đi à? Đúng không ạ? Họ phải vứt hoa đi hoặc bán rẻ hoa, và đến lúc chúng ta lại phải đi giải cứu hoa, giống như chúng ta đã giải cứu thanh long, giải cứu dưa hấu, giải cứu nông sản Việt Nam vào cái thời điểm đầu cái mùa của cái Covid này. Một điều đó nó là một điều rất là vô lý. Và thực sự với các bạn rằng là các bạn cũng biết rằng nếu chúng ta kêu gọi người ta không chi tiền như thế thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà phát triển kinh tế chứ. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã nói với các bạn, nếu các bạn xem lại cái video mà nền kinh tế hoạt động như thế nào của tôi mô phỏng lại cái video của Ray Dalio á, thì chi tiêu của người này là thu nhập của người khác. Tôi luôn nói là như vậy. Nếu bạn không chi tiêu thì người khác không có thu nhập. Nếu mà bạn ngưng các hoạt động tiêu xài đi, tiết kiệm và không có tiêu xài thì kinh tế tăng trưởng như thế nào? Không thể tăng trưởng được. Và một trong những hoạt động mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn cứ phải thực ra là chúng ta nếu có tiền, có điều kiện, chúng ta tiếp tục tiêu xài ở trong cái mùa mà vui chơi, trong những ngày lễ, là bởi vì khi chúng ta tiêu xài như vậy, đó là một hoạt động mà chúng ta kích cầu, chúng ta kích thích kinh tế phát triển. Bởi vì chi tiêu của chúng ta là thu nhập của người khác lại chi tiêu. Nhưng cái việc chi tiêu đó nó phải là vượt vung tay quá chán hay không? Nó phải lẹm vào phần tiết kiệm và đầu tư của chúng ta hay không? Nó lẹm vào phần ngân sách đi contribute back, tức là đóng góp ngược lại cho cộng đồng hay không? Thì chúng ta phải quản lý cái tài chính cá nhân của mình theo 6 chiếc mũ chi tiêu, để thấy rằng là cái ngân sách cho đi nó cũng không bị ảnh hưởng, cái ngân sách đầu tư và tiết kiệm nó cũng không ảnh hưởng, tức là ngân sách đầu tư cho tự do tài chính trong tương lai cũng không bị ảnh hưởng.
Còn cái khoản mô hoa nó là một khoản mà chúng ta làm cho cuộc sống thêm gia vị, làm cho cuộc sống thêm thú vị và hứng khởi. Nó một hoạt động entertainment, một hoạt động tái tạo năng lượng cuộc sống. Và thú thực với các bạn rằng là đến thời điểm này chúng ta cũng thấy rằng là cái tư duy này chính là cái tư duy khiến cho rất nhiều người không phát triển được. Rất nhiều người vẫn luôn luôn nghèo, bởi vì người ta luôn luôn nghĩ rằng là chỉ làm được một thứ, không làm được hai thứ. Và đó là lý do mà chúng ta thấy rằng là những lời kêu gọi rất là quá đáng của mọi người trên mạng xã hội. Và thực ra nó không phải là thông tin để troll, mà thực sự là nhiều người muốn nói rằng là hãy ngưng cái này, bởi vì làm cái này thì không thể làm cái kia. Cá nhân tôi thì có khá là nhiều những cái kinh nghiệm để mà nhìn vào. Bởi trước đây thì tôi là chuyên gia của luôn luôn đọc những cái thông tin của mạng xã hội, đánh giá những cái trend, những cái xu hướng của mạng xã hội mà. Tôi thì tôi luôn luôn thấy rằng là có những cái sự mà dẫn dắt một cách nào đó để người ta chỉ tư duy được một và hai. Thí dụ như là học tốt thì không được chơi, hay là đã giàu thì không được làm cái này, muốn giàu thì phải thế này thế kia, muốn thành công trong sự nghiệp thì không có được gia đình hạnh phúc, người phụ nữ muốn thành công thì phải vứt bỏ cái sự gọi là hạnh phúc cá nhân của gia đình, người đàn ông muốn thành công thì phải đi ra ngoài ăn nhậu nhiều và không cần quan tâm đến gia đình, người đàn ông muốn giàu có thì phải gọi là gì, giàu đổi vợ và tức là đấy, giàu đổi vợ và muốn cái khi mà giàu sang lên thì đổi vợ rồi đổi bạn. Đấy, tức là cứ như thế, người ta cứ nghĩ rằng là một trong hai. Và chính vì cái tư duy đó khiến cho mọi người cứ đi xuống. Trong khi đó thực tế cái điều luật mà tôi rất thích trong cái cuốn mà các bạn cũng nên đọc, đó là cái cuốn mà Bí mật tư duy triệu phú của T.F. Elker, thì có một cái tư duy mà tôi rất hay thích, đó là cuốn nó gọi là tư duy người giàu là suy nghĩ cả hai, còn tư duy của người nghèo thì suy nghĩ là một trong hai. Và ở đây thì T.F. Elker có viết là người giàu luôn luôn có tham vọng và muốn mọi thứ phải nằm trong tay mình, còn người nghèo thì luôn luôn đắn đo lựa chọn giữa một trong hai vấn đề, và họ thường chọn lấy phương án bình yên nhất. Đấy. Thì để tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện này là từ chính cái người mà vĩ nhân của thế kỷ thứ 20, đó là cố thủ tướng Winston Churchill, là cố thủ tướng Anh và một người đàn ông gọi là great man, vĩ đại, người đàn ông vĩ đại sau khi chiến thắng quân phát xít Đức và lãnh đạo nước Anh cùng quân đồng minh chiến thắng cái thế chiến thứ hai. Nhưng các bạn có biết là tại cái thời điểm của năm 1915 đó, là một người đàn ông mà Winston Churchill là một người đàn ông mà gần như bị giới chính trị Anh xa lánh, gần như bị tất cả những người bạn đồng niên rồi cái giới chính trị của Anh tẩy chay và ghét bỏ. Bởi vì Winston, những cái triết lý về chính trị của Winston Churchill là không có phù hợp với lại đại đa phần số đông vào thời điểm đó. Và thực sự với các bạn rằng thời điểm đó thì nếu như mà Winston Churchill nghĩ rằng là cuộc đời của mình đi tong rồi, mình chỉ có thể lựa chọn được là một là trung thành với lý tưởng của mình, hai đó là gì, đó là cái câu chuyện là thất bại, tức là nếu trung thành với lý tưởng của mình thì sẽ thất bại, chứ lý tưởng của mình sẽ không bao giờ thành công, đúng không? Tức là nếu mà chọn gọi là lý tưởng một cái là thất bại trên chính trường, thì một là chọn lý tưởng thì sẽ thất bại, hai là phải thay đổi cái lập trường, hùa theo đám đông để lựa chọn lý tưởng mới, lựa chọn một cái lý tưởng mà có rất nhiều bên đối lập là đã lựa chọn đầu hàng đồng minh, đầu hàng phát xít Đức vào thời điểm mà trước khi chiến tranh thế chiến thứ hai nó nổ ra. Thế thì vào thời điểm năm 1915, và ông bị cô lập sau sự sụp đổ của kế hoạch là Dardanelles đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc đại chiến đó, thì theo cái tiểu sử mới trong cái cuốn sách của Paul Johnson, khi 40 tuổi các bạn nhé, Churchill bỗng dưng cảm thấy cô độc và bị xa lánh bởi cái quan điểm về chính trị của ông không được ủng hộ. Và ông đã làm gì? Thay vì là nghĩ là cuộc đời của mình tiêu đời rồi, xong rồi, bởi vì mình chỉ được lựa chọn đó là một cái cuộc sống tuổi già, và sẽ không được lựa chọn một cuộc sống tuổi già và thành công nữa, bởi vì 40 tuổi thôi, hơn tôi 2 tuổi vào thời điểm hiện nay,
Thực sự với các bạn thì đến thời điểm hiện nay mà nói rằng là những người mà tham gia vào chính trị và không có bất cứ một đồng vốn chính trị sắt lưng nào mà tiếp tục vươn cao lên ở Việt Nam và trên thế giới thì gần như là không thể. Thế nhưng mà ông lại nghĩ rằng là chúng tôi vẫn hoàn toàn có thể thành công ở độ tuổi 50, 60 tuổi, thậm chí tôi còn đi lính được cơ. Và ông đã làm gì? Ông suy tư về nghiền ngẫm và có tư duy cả hai của người thành công. Và ông quyết định là tôi nghĩ rằng là vợ ông thì nói rằng đã nhẽ là ông đã chết bởi vì đau buồn rồi, bởi vì bị cô độc và xa lánh, vì quan điểm chính trị của ông không khác, không giống với những quan điểm chính trị của những người đương thời nắm quyền và thực sự những người ngả về phía phe phổ rất là nhiều. Nhưng ông đã tìm thấy một thú vui mới bởi một cái tư duy cả hai, nghĩa là vừa có thể già lên, tức là tuổi cao nhưng vẫn có thể thành công và vẫn giữ sức khỏe. Ông bắt đầu tập một thói quen mới là vẽ tranh, tập một cái thú vui mới vẽ tranh. Và ông kể lại cái cuộc đời của mình thông qua những bức tranh. Và quả thật, ông tìm thấy niềm vui và sự hứng khởi mới ở một cái thói quen đó là vẽ tranh. Và sau đó thì làm sao? Ông gia nhập quân đội lại ở cái độ tuổi mà 40. Và gia nhập quân đội và phục vụ trong mặt trận Pháp trong 6 tháng, kể từ năm 1915 đến năm 1916. Sau đó thì thay đổi lại chính bản thân mình và quay trở lại phục vụ cho nước Anh và tham gia lại sự nghiệp chính trị. Và con người đó đã là một con người, là một lãnh tụ, có một cái tầm nhìn, một cái mục tiêu, cũng như là có một cái động cơ hoàn toàn là khác biệt so với đám đông còn lại, và đã dẫn dắt nước Anh chiến thắng. Nước Anh là thứ nhất là không đầu hàng quân phát xít Đức những năm 1940, mà còn thậm chí là dưới cái sự thua sút về khí tài, về quân sự và tất cả mọi thứ, đã lật ngược, đã có những cái liên minh với Mỹ, với Pháp, và những cái quân mà quân gọi là quân kháng chiến Pháp đó đã nổi dậy và chống lại cái phát xít Đức hùng mạnh vào thời điểm đó, và chỉ đợi cái thời cơ phát xít Đức xa lầy ở Liên bang Nga, ở Nga Soviet, và họ đã giành được cái chiến thắng chung cuộc trong một cuộc chiến mà lúc đầu không cân sức. Tôi kể với các bạn một cái câu chuyện như vậy để các bạn hiểu rằng là người thành công và người giàu thì họ có tư duy khác so với lại những người mà có tư duy hạn hẹp. Nói là chúng ta chỉ chọn một trong hai cuộc đời, chúng ta chỉ có một con đường, không thể có hai con đường. Nào, luôn luôn có hai con đường để cho các bạn lựa chọn các bạn ạ. Thì thực sự với các bạn rằng là chính bởi vì cái tư duy đó, tôi rất là phục, cho phép tôi xin uống miếng nước. Tôi rất là phục cái người Việt của mình, và cụ thể là chính phủ hiện tại. Nói không phải vuốt đuôi, nhưng thực sự với các bạn rằng là vào thời điểm mà khi lúc vào tháng 3 năm 2020 và tháng 4, lúc mà chúng ta bắt đầu cái chương trình mà giãn cách xã hội ấy, thì cái thông điệp mà lúc đó của người đứng đầu của nhà nước Việt Nam mình, Thủ tướng Chính phủ thời điểm đó, mới nói rằng là làm thế nào mà vừa phải chống dịch mà vừa phát triển kinh tế. Tôi mới ngạc nhiên, tôi mới bảo là ủa, không biết có ai tư vấn và tham vấn, mà thực sự là cái thông điệp nó hay quá. Bởi vì lúc đó thì các bạn nhớ rằng là tháng 2 khi mà dịch bùng phát ở Vũ Hán, sau đó lan sang châu Âu và Mỹ, thì đầu tiên là Ý, Pháp, Spain, Madrid và Paris đó, rồi đến London, rồi sau đó là Mỹ, quay cuồng với lại cái đại dịch. Và mọi người chỉ nghĩ đến một cái yếu tố, đó là gì? Làm thế nào mà chống được dịch thôi. Lúc đấy đóng cửa hết toàn bộ cái nền kinh tế để chống dịch. Thế nhưng mà chúng ta ngay từ cái thời điểm đó, lúc mà cái bệnh nhân số 17 đi từ thời trang Milan trở về đó, chúng ta khoanh vùng lại nguyên cái vùng núi Trúc. Bây giờ nói lại để các bạn có thể hình dung một thời điểm đó nó căng thẳng như thế nào. Rồi bệnh nhân đi khám bệnh ở bệnh viện Hồng Ngọc, đúng không? Vân 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 vân. Thì thông điệp của chính phủ lúc đấy là ngay cả Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và chính phủ, người đứng đầu chính phủ, chú Bảy, chú vẫn nói rằng là làm thế nào để mà vừa chống dịch lại vừa có thể phát triển kinh tế. Lúc đầu sẽ nhiều người rất là hoài nghi, bởi vì mọi người nói rằng là làm sao có thể vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế được, rất là vô lý. Bởi vì chống dịch thì phải giãn cách xã hội, rồi mọi người phải cách nhau 2 mét, rồi không ai được tụ tập đám đông, rồi không thể sản xuất kinh doanh được, vân 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 vân. Dẫn đến là cái kinh tế nó bị đình đốn này kia. Nhưng mà cái người đứng đầu nó nói làm thế nào, tôi không chấp nhận cho mọi người là không được phát triển kinh tế. Do đó thì cái tư duy trong lúc mà khó khăn thì không được bàn lùi đó. Bạn thấy không, thời điểm đấy mà tôi ngạc nhiên, bởi vì tư duy là của chính phủ mình là tư duy cả hai, và không được bàn lùi, cho nên tăng cường đầu tư công, tăng cường những biện pháp kích thích kinh tế, rồi hỗ trợ cho người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi cái khó khăn của cái đại dịch. Sau đó thì chúng ta đã thấy đó là những kết quả rất là khả quan của chúng ta về GDP của quý 2 rồi quý 3, trong khi cả thế giới hiện tại thì còn quay quắt. Thì tương tự như vậy, người Trung Quốc cũng nghĩ vậy. Lúc đầu thì tôi không theo thuyết âm mưu, tôi vẫn nghĩ rằng là Trung Quốc thì
họ có những đặc thù riêng của họ. Nhưng mà sau khi thành phố Vũ Hán mà bị cái virus nó xâm nhập á, thì bạn thấy rằng là ở Thượng Hải, Bắc Kinh, người ta ngay lập tức phòng ngừa. Và khi họ phòng ngừa xong á, thì họ đẩy mạnh phát triển kinh tế thâm quyến ở Thượng Hải này kia, ở Bắc Kinh. Bây giờ VTV mới đăng tin đó là IMF, Tổ chức Tiền tệ Quốc tế đó. Và Tổ chức Tiền tệ Quốc tế thì mới nói rằng là Trung Quốc sẽ là quốc gia duy nhất trong năm 2020 có tăng trưởng dương. Và cái quý 3 vừa rồi tăng trưởng GDP của họ theo bản tin tài chính VTV vừa rồi đăng tin thì nó lên 9%. Đó là một cái điều mà rất là khích lệ, bởi vì cái tư duy của họ là tư duy cả hai. Cho nên khi mà cần bao giờ tư duy là chỉ một, không được chọn hai. Tôi thì tôi nghĩ rằng là luôn luôn có tư duy cả hai, miễn là nó không vi phạm vấn đề về đạo đức, không vi phạm những cái giá trị của xã hội luân thường đạo lý, mà chúng ta không muốn cái gì nó quá đáng, nó vi phạm. Ví dụ như nhiều ông nói bảo nếu anh tư duy cả hai tại sao không vừa không có bồ và lại có bồ nhi cùng một lúc, vợ và bồ nhi cùng một lúc, cái đấy không phải tư duy cả hai, bởi vì nó vi phạm cái luân thường và đạo đức, đúng không, đạo lý. Tôi thì cũng chả phải là người đi giảng dạy đạo lý với ai, bởi vì thực ra với các bạn rằng tôi rất hạn chế cái câu chuyện nói vấn đề đạo lý này kia. Bởi vì nói mọi người hay nói thì thằng nào nói đạo lý thì thường sống như gì như kia, tôi cũng chả quan tâm lắm. Nhưng mà tôi chả bao giờ đạo lý gì cả, tôi đang chia sẻ cái trải nghiệm của mình và đúng cái con người của tôi với các bạn mà thôi. Những cái gì tôi nghĩ, những cái gì tôi làm và những cái gì mà tôi nghĩ rằng nó tốt cho các bạn. Thế thì đó là điều mà tôi muốn tâm sự với các bạn. Đừng bao giờ tư duy rằng không thể làm cái này và không thể làm cái kia. Nếu bạn muốn làm cái này, nếu muốn thành công thì phải thế này, nếu muốn thành công thì phải hy sinh cái này, nếu muốn thành công thì phải hy sinh cái kia, phải hy sinh thời gian, phải hy sinh thời gian cho gia đình, phải đi nhậu nhiều, phải có bụng bia, phải này phải nọ. Mà tại sao không có thành công mà không có bụng bia? Tại sao mà vẫn có nhiều tiền mà vẫn có sáu múi? Tại sao không phải vừa chạy giỏi mà vẫn có tiền? Tại sao chạy bộ thì lại không kiếm được tiền? Nhiều ông bảo là điền kinh top má, đúng không? Và chạy bộ nghèo lắm không kiếm được tiền, mà tại sao không nghĩ rằng là chạy bộ vẫn kiếm được rất nhiều tiền? Có một số người vẫn kinh doanh được giày dép quần áo thông qua chạy bộ. Vấn đề như thế, đó là cái tư duy cả hai chứ không phải tư duy một trong hai. Các bạn hình dung và đồng ý với tôi. Và bàn thêm một chút nữa, đó là cái người mà nghèo đó, tôi gọi là người nghèo đấy, là cái người mà thường là tư duy hay bị sợ. Đó. Và không dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình để hành động, để làm một cái điều gì đó mới mẻ. Thường là bởi vì họ có cái tư duy là chỉ một trong hai. Thí dụ như họ có tư duy là thôi được rồi, bây giờ mình chỉ cần có một cái công việc ổn định, và sau đó thì tập trung lo cho con cái. Còn cái câu chuyện ở cơ quan mà người ta trù dập mình, mình không có thích công việc này cũng được, miễn là mình có một cái công việc ổn định và nuôi con và chăm sóc cho con. Mặc dù mình rất khao khát có một cuộc sống tự do giống những người làm chủ khác, mình rất khao khát có một cuộc sống sung túc hơn, nhưng mà mình lại sợ rằng là nếu mà mình rời khỏi cái nest, cái tổ ấm này, thì mình sẽ mất đi cái khả năng là kiếm được tiền hàng tháng từ những cái đồng lương của cơ quan chức, ở viên chức, rồi là những cái việc mà cứ đến hàng tháng nhận lương, rồi địa vị trong cái cơ quan. Thế thì tại sao không tư duy cả hai? Tức là bạn là một con người tự do mà, bạn có quyền có cuộc sống vừa tự do và vừa có nhiều tiền, bạn vừa có địa vị và vừa có tiền, bạn vừa thành công mà bạn vừa tự do, có được không? Được. Vậy hãy có cái tư duy đó, hãy bước ra khỏi cái vòng tròn an toàn của mình để mà thực hiện. Nhưng trước khi bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình thì bạn phải có tư duy cả hai, tức là mình có thể vừa thành công, vừa nhiều tiền và vừa có thời gian cho gia đình. Wow, nó không phải là một tư duy tham lam, bởi vì rất nhiều người đã làm được rồi. Tôi nói với các bạn đó là cái tư duy thay vì là cách tách biệt cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đúng không? Chúng ta đã nói với nhau rất nhiều, đó là work-life integration, đó là tích hợp giữa công việc và gia đình lại. Thí dụ như, ok, các bạn thấy rằng chủ nhật tôi vẫn ngồi điểm tin với các bạn. Các bạn bảo ủa sao anh khổ thế, anh vất vả thế, tại sao chủ nhật anh không nghỉ với gia đình mà anh vẫn điểm tin? Bảo không, đó là cuộc đời của tôi và gia đình tôi hiểu rằng là đấy là cuộc đời của tôi, và tôi sẽ bù đắp lại gia đình về thời gian và thời gian chất lượng dành cho họ vào các thời điểm khác, đúng không ạ? Nó không có vấn đề gì trong việc contradict, tức là nó không có vi phạm gì cái câu chuyện là giữa hai cái tư duy nó trái ngược nhau, mà tôi tích hợp để cho mọi người hiểu, thông cảm và đồng điệu với tôi trong việc support, hỗ trợ cho tôi. Thì cái đó là cái tư duy cả hai. Và còn một cái nữa, đó là các bạn hay bị vướng vào cái câu chuyện đó là kim tứ đồ đấy. Trong cái cuốn sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng của tôi nói rất kỹ,
tôi giải thích rất kỹ cái kim tứ đồ mà theo cái cách hiểu của tôi từ cái câu chuyện của cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki. Nhiều người đọc không có hiểu, đó là việc làm công ăn lương làm tư đó, ở phía bên trái của kim tứ đồ và bên phải đó là làm chủ và là đầu tư. Thế thì người mà có tư duy chỉ một trong hai đó là gì? Hoặc là bây giờ phải bỏ cái công việc hiện tại để mở cái công việc kinh doanh để làm chủ, hoặc bỏ công việc hiện tại để tập trung hoàn toàn vào đầu tư. Tôi bảo hiểu như thế thì sai bét, bởi vì bạn làm như thế là bạn chỉ có một trong hai, đúng không? Một trong hai nghĩa là bạn chỉ chọn được một trong hai. Nhưng người giàu thì khác, người ta lại nghĩ rằng ủa tại sao bây giờ bạn đang làm công ăn lương, bạn không gia tăng cái tiền của mình và đem cái tiền của mình đi đầu tư. Bạn học các lớp về đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, hay là bạn theo dõi vàng, bạn có thể đầu tư, hay đầu tư những cái hoạt động khác có thể sinh lời, hoặc là hùn hạp với bạn bè làm ăn kinh doanh. Tất nhiên bạn phải tin tưởng vào cái năng lực cũng như là bạn biết là người đó đã thành công như thế nào để góp vốn vào người ta cho người ta làm ăn thành công. Nhưng mà bạn hoàn toàn có thể là vừa có một cái công việc này và đồng thời có một cái công việc khác. Nó không phải là một nghề gọi là chân trong chân ngoài, không phải. Nó là tư duy cả hai. Tức là bạn vừa có một cái công việc, một cái nguồn thu nhập này, đồng thời có nhiều nguồn thu nhập khác nhau từ đầu tư thụ động đó, chứ không chỉ là gửi tiết kiệm. Bây giờ đem gửi tiết kiệm thì lãi suất dưới 6% thì sống sao được, đúng không? Nó phải thu nhập thụ động. Do đó thì người giàu, người mà thành công luôn luôn có cái tư duy làm nào để mình có thể có nhiều nguồn thu nhập thụ động được. Và hoàn toàn có thể, chứ không phải là họa chăng hay chớ. Tôi chứng minh tôi làm được. Và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người cũng có thể làm được, nếu như chúng ta có quyết tâm và có cái tư duy đúng. Đấy, có tư duy đúng và sau đó là tìm được cái người thầy dạy chúng ta phương pháp đúng, học được những khóa học, đọc những cuốn sách mà cho chúng ta cái tư duy, cái phương pháp đúng, và sau đó chúng ta thực hành và chúng ta sửa và sai. Thế thì người thành công luôn luôn cái họ không sợ cái thất bại đâu các bạn ạ. Bởi vì thực ra đối với người thành công thì cái thất bại ấy, nó như là một trong hai. Thất bại đối với người thành công và người giàu có, họ coi đó giống như là một phần tất yếu của một quá trình đi tới thành công. Do đó tư duy của họ không có tuyệt đối thất bại và thành công. Tư duy của họ là cả hai. Thất bại và thành công đồng thời là hai mặt của một vấn đề. Và thất bại đó là quá trình chuẩn bị để có đến thành công. Do đó thì họ trải qua công việc kinh doanh, rồi đầu tư chứng khoán, bất động sản, rất nhiều lần thất bại, rất nhiều lần mất tiền, nhưng họ không nản chí. Bởi vì họ coi những lần mất tiền, những lần thất bại, những lần mất anh em bạn bè, đó là những lần chuẩn bị để cho những thành công lớn hơn. Và tư duy của họ luôn luôn coi thất bại là một phần quan trọng của cuộc chơi. Dĩ nhiên thất bại nhiều quá thì nó đâm ra là nó thành cái dớp và mình sợ về mặt tâm lý, bởi vì nó tạo ra cái vòng tròn, vòng xoáy đi xuống về niềm tin. Nhưng nếu thất bại nó vừa phải và mình biết đó là thất bại và mình rút ra cái bài học thất bại, thì thực sự thất bại nó đúng là những cái bước chuẩn bị để có thành công. Do đó thì nhân cái chuyện mà ngày 20 tháng 10 có một cái chủ đề nó rất là hay ở trên mạng, nói rằng mọi người kêu gọi mọi người là ngưng mua hoa hoặc là hạn chế mua hoa để ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, để tôi bàn về cái tư duy của người giàu và người nghèo, người thành công và người không thành công. Đó là cái tư duy cả hai thay vì tư duy một trong hai. Thế thì đây là một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng nó khá là thú vị với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ. Và tôi hy vọng rằng là cái thông điệp của tôi trong ngày 20 tháng 10 này, nhân cái ngày Phụ nữ Việt Nam, thì tôi muốn là có một cái thông điệp mang tính chất là xây dựng và góp ý kiến, và đã được đến với lại tất cả những khán giả của channel Thái Phạm. Và tôi xin chúc tất cả mà các bạn nữ, những người xem channel Thái Phạm, một ngày thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ. Và thực sự là không chỉ là ngày 20 tháng 10 mà còn nhiều ngày nữa trong năm, chúng ta luôn luôn có được cái sự quan tâm yêu thương, là một cái tư duy cả hai, vừa có được sự quan tâm yêu thương của cái giới mày râu, và đồng thời lại có thêm tiền của giới mày râu, và đồng thời lại có thêm có những cái tri thức để chúng ta cùng góp sức với lại giới mày râu, hoặc là chúng ta tự bản thân có thể kiếm tiền và độc lập tự do về tài chính. Đấy, thì thông thường mọi người hay nói là đàn bà liễu yếu đào tơ, phụ nữ liễu yếu đào tơ, không có thể làm nên trò trống gì. Nhưng mà chúng ta chứng minh được cho mọi người thấy rằng là tư duy cả hai chúng ta là gì? Chúng ta rất là mềm mỏng, chúng ta rất là mỏng manh, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể cứng rắn và có thể gọi là be tough cookie, kiếm được tiền và chúng ta có thể xây dựng được một cuộc sống hoàn toàn độc lập, đúng không ạ? Thì đó là lời chúc của tôi dành cho tất cả các bạn xem channel Thái Phạm trong cái ngày 20 tháng 10 này.
Và thực sự với các bạn rằng là đây là ngày rất là vui của các bạn, cho nên là tôi sẽ thôi bây giờ dành thế này, dành thời gian để nói cái này. Tôi sẽ dành tặng cho 6 bạn khán giả xem video của tôi đến đây, là những bạn nữ nha, chứ không phải bạn nam. Là hãy comment cho tôi biết là cái tư duy của bạn như thế nào, cái cảm nhận của bạn như thế nào về cái video này. Các bạn có thể summary, tức là tổng hợp lại những cái tư duy tôi đã chia sẻ với các bạn, và các bạn có thể đưa thêm những cái cảm xúc của mình vào. 6 bạn comment sớm nhất và chia sẻ những cảm nhận nó thật tình nhất, những bạn nữ, tôi sẽ gửi tặng các bạn một cuốn sổ 6 ngày thử thách, và một cuốn thiết kế cuộc đời thịnh vượng, giống như là một lời tri ân, một món quà của tôi gửi tặng tới những người phụ nữ tuyệt vời của là fan, là subscriber, là những người trung thành với kênh Thái Phạm. Và hãy nhanh tay comment ở phía dưới những cái cảm nhận, những cái góp, những summary, tức là những cái mà các bạn có thể thu thập được, những cái cảm nhận của các bạn về phía dưới của cái video này, để cho tôi biết là bạn nghĩ như thế nào về chủ đề này, có đồng ý với nó hay không. Tôi sẽ là người lựa chọn trực tiếp ra 6 bạn nữ để gửi tặng 6 phần quà này, bởi vì 6 của tôi đó là lộc, đúng không? Lục và lộc. Tôi muốn tặng lộc cho tất cả mọi người. Và xin cảm ơn bạn. Nếu bạn thích cái video này, hãy like cho cái video này, để cái nút like nó hiện lên cái màu xanh lá cây. Hãy share cái video này thông qua Zalo, Messenger, Viber, WhatsApp, tất cả những mạng nền tảng mạng xã hội nào đó mà bạn có thể thấy rằng cái video này nó thực sự hữu ích, mang lại những cái tư duy mới dành cho những bạn trẻ. Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã theo dõi video của Thái Phạm, và xin hẹn gặp lại các bạn trong video và những chủ đề tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng để bỏ lỡ những video và những thông tin mới nhất của tôi, hãy truy cập trang fanpage Thái Phạm, ấn nút follow và chọn xem trước để không bỏ lỡ những chia sẻ mới nhất của Thái Phạm. Tôi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề tiếp theo.